Chào ông bà. Nông xin mến chào quý khán giả toàn thể, quý bác tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Hôm nay ở Nông với lại bó cừ và quẩy nữa, dế nữa lại tiếp tục quay trở lại với thăm bé Súa và bé Dính 85 ngày tuổi các bác ạ. Thì hôm nay đến thì các cháu không có ở đây rồi các bác ạ. Hình như là như cái thước phim trước ấy, thì thím của các cháu có nói là cái nhà này có ma. Thế thì hiện tại là các cháu không còn ở cái nhà này nữa, cái nhà vắng tanh luôn, không còn ai ở, dọn đi hết rồi các bác ạ, dọn sạch luôn, không còn cái giường nào. Cả cái bếp bên này cũng được dỡ hết rồi các bác ạ, dỡ đi hết. Giờ hiện tại cái nhà là bỏ trống luôn. Đấy, thành nhà hoang hết rồi các bác ạ. Thành nhà hoang hết rồi, không còn gì, tất cả chuồng bò, chuồng giếc đều vắng hết. Đấy, cái bếp đã dỡ đi rồi. Đấy thì cũng chỉ là các cháu và gia đình người ta chỉ nghe, nghe thầy bói, thầy cúng gì đấy. Thì hiện tại cái nhà cũng đã bỏ đi các bác ạ. Con chó điếc tai đấy nhỉ, con chó này nhỉ. Đi xuống dưới ở, đi nhà chú ở hay sao các bác ạ. Thì chó lại để ở đây. Vừa rồi ân ông vừa nhận được tiền của cô Đặng Thị Huệ gửi cho các cháu là 200.000 nữa. Thì cô có dặn ân ông là mua cho các cháu, mua cho cháu bé một hộp sữa các bác ạ. Thì ân ông cũng đã mua hộp sữa rồi. Đây, mua một hộp sữa là 195.000. Như thì vừa rồi các cháu là còn dư 1.625.000 cộng. Nên là thành ra là 1.825.000 trừ đi 195.000 thì hiện tại là còn dư cộng 200 của cô Đặng Thị Huệ vào đấy thì là còn là tổng là được 1.825.000. Một triệu tám trăm hai mươi lăm trừ đi 195 còn 1.630.000 số tiền dư của cháu. Thì cũng rất là buồn các bác ạ. Hiện tại các cháu thì cũng chỉ nghe thầy cúng, thầy bói. Thì các cháu cũng đã không còn ở cái nhà này, cũng đã bỏ hoang cái nhà phí không rồi. Nào dế bê cái này nè. Thì các bác cũng trong các cái thước phim vừa rồi ấy, thì các bác ai cũng hỏi đến quẩy, hỏi thăm đến quẩy. Thì quẩy thì cũng đã hôm qua cũng đã quay trở lại đây rồi. Quay trở lại đây đi cùng tem rồi. Rồi quẩy thì đi về để cấy ruộng các bác ạ. Anh kia anh tên là gì? Anh quỷ. Hả? Anh quỷ. Anh quỷ á? Anh quỷ mà. Nói lại hay nào? Anh quỷ. Hả? Anh quỷ. Anh quỷ. Anh quỷ. Anh quỷ á? Anh quỷ. Anh quỷ. Ừ. Nghe nói nào? Nghe nói là cái gì? Tên là gì? Hả? Kỷ. Anh kỷ á? Cậu thấy kỷ. Rồi, đi xuống dưới đi. Hiện tại thì cũng không biết là các cháu có phải ở xuống ở nhà chú hay không các bác ạ. Vừa rồi thì thím các cháu có nói là đi xuống ở với chú thím
chó đến tai thế nhỉ, con chó cứ kêu suốt. Sủa mâm. Ừ, thì đóng cửa nữa, không biết là có nhà không các bác ạ. Mấy con cháu đi đâu hết rồi? Cả nhà chú thím thì đóng cửa. Ôi đi đâu hết nhỉ? Ôi đi đâu hết thật nhỉ? Ui. À, các cháu vừa cho dế xuống hỏi cái nhà bác của các cháu ở dưới này thì có nói là các cháu đi cắt cỏ. Vâng, em chào anh. Mấy cháu đi đâu hết rồi? Đi chơi cắt cỏ. Không ở à? Không ở. Không ở à? Xuống ở đây. Xuống ở đây á? Vâng. Xuống cùng bà ở đây. Thế sao lại bỏ cái nhà đấy? Nhà đấy có ma nhiều quá, không ở đâu. Có ma nhiều quá không ở à? Ở không được. Một thả. Vâng, các cháu đi đâu hết rồi em? Đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ á? Ui, đi cắt ở đâu? Em. Về rồi. À? Thì mày thả. Anh cứ cầm như này, làm như này để cho nó nghe được. Thế sao cái nhà đấy ai bảo có ma? Để các chú bảo không ở được thì bỏ thôi. Không ở được thì bỏ á? Thế bây giờ lại xuống ở với em trai dưới này à? Vâng. Thế cái nhà bé ở bên cạnh là nhà của ai? Là cái chuyện này cho mấy đứa con ở không. Ồ, cho mấy đứa con ở đấy á? Vâng. Ôi dồi ôi. Thế mà nói là cái nhà trên kia không có ma, có ma xong là xuống đấy ở. Vâng. Lại xuống như này làm liều ở đấy. Ở đây luôn. Ôi dồi ôi. Bỏ cái kia, cái trên này. À. Mai phá đi rồi. Mai phá đi à? À. Các cháu đi xuống như này à? Xuống dưới đi cắt cỏ. À. Thế để em xuống như này xem các cháu tí nhá. Vâng. Mấy đứa xuống như này? Ba đứa. Ba đứa đi cắt cỏ à? Đi cắt cỏ ở dưới. À. Nó chuyên lên. À. Bên kia sao? Đi xa không nhỉ? Đi xa một tí. À, rồi, để em xuống xem tí. Anh ông sẽ đi xuống cái này xem các cháu. Nói là các cháu đi sang bên này lấy cỏ. Các bác ạ. Dê! Dê với cái chạy đi, à dê với bó chạy đi trước. Xem không biết là đi đường nào. Ôi dồi ôi, đây nhiều cỏ đấy. Này, cây cỏ rất là nhiều các bác ạ. Có lẽ các cháu sẽ cắt ở gần đây thôi. Đây, trước mặt mình đây có mấy bạn cũng đi cắt cỏ, còn ba chị em xuống thì lại chưa thấy về, không biết là đi cắt ở đâu các bác ạ. Ôi giời ơi, mỗi người một bác à? Vâng. Xuống với lại súng đi đâu rồi? Xuống với súng đang cắt cỏ chắc về rồi. À, xuống cắt cỏ bên kia à? Vâng. À. Cắt về sắp về chưa? Về rồi, bây giờ về rồi. À. Ôi giời, bé này, bạn này mấy tuổi rồi? Chắc là 8 tuổi. 8 tuổi á, toát hết mồ hôi này. Không phải 8 tuổi á, học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3 là mấy tuổi nhỉ? Hả? À? 10 tuổi phải không? 10 tuổi, sao hết. Ồ, đây là cái gì nhỉ? Gà.
Già đây này, em của Súa. Không ác một bó. Đâu chị đâu rồi? À, chị Súa đâu? Chị Súa đâu? Không biết nói à? À ra. Ôi ôi, thế già để cắt cỏ cho ai? Bà cắt cho. Bà cắt cho à? Ôi ôi, một bó này. Đấy, bé bé như này cũng đã phải đi lao động rồi các bác ạ, cũng phải đi làm việc. Già đang có học lớp 1 thôi các bác nhé. Qua hè thì học lớp 2. Ở đây là dân ở đây cũng làm ruộng, ở đây các bác ạ. Dân Mông nhưng mà cũng rất là giỏi làm ruộng. Biết là các cháu, không thấy các cháu, không biết là các cháu đã lấy xong cỏ chưa. Còn già thì đi về rồi. Em trai của Súa và Súng. Còn bé Dính thì đang ở nhà bác trông. Chào chào bác. Dưới lấy cỏ tận đâu rồi à Súng? Dưới kia. Ở dưới kia á? Vâng. Ôi dồi ôi, toát hết mồ hôi này. Toát hết mồ hôi. Có nặng không? Có. Cho chú này hộ bác này. Cho chú hộ bác về. Vâng. Nặng ấy. Súng toát hết mồ hôi rồi. Đi nè, cho chú hộ bác đi. Nè. Lu ơi, ngắn quá. Đấy cái này, bó hộ bác cái này, hộ bé bác, còn một bé nữa. Thế của bà thì cho. Còn Súng nữa mà, Súng đâu? À Súa. Súng giờ từ tứ. Súng ít tù là. Ít tù nồn á. Đấy, có hộ bạn nhỏ này vác nhá, có nhá. Ẻ á. Dễ ẻ không à? Súng đâu? Súng đây à? Ôi còn một bạn nữa. Đúng không? Ít tay là. Thế thì lấy cái kia về. Ồ, thế bà đi trước đi. Tập bò mụ. Bò mụ. Ôi dồi. Phút phút tôi nghĩ ạ. Đấy, bó muốn giúp cả bạn này nữa, một bó. Một bó buộc một phát là đi. Rồi. Đấy, toát hết mồ hôi. Đứa nào cũng giống nhau. Đấy, sáng sớm đi toát hết mồ hôi của bác ạ. Giờ này là 7 rưỡi. Đấy. Bó cừ là thích giúp các bạn nhất nhỉ. Đấy, mấy bạn nhỏ bó gom vào một phát để vác đi luôn. Một tàu cho tàu á. Đấy, được các anh giúp. Thế nào? Ôi dồi ôi. Súng xuống sáng nay ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hả? Ăn rồi. Ăn rồi à? Ăn rồi mới đi cắt cỏ à? Vâng. À. Đây, mấy bạn bé này cũng phải đi lao động rồi các bác ạ. Không bố không mẹ nên là phải đi. Thế người lớn đi là phải đi theo để cắt cỏ các bác ạ. Nặng quá, bó nặng quá. Không có cameraman nên là lúc thì tự quay.
lúc thì nhờ người khác cầm. Bó thì chắc là cũng đủ lực rồi. Hai bó. Đấy thì cũng vì thương các bạn, các em nên là phải cố thôi, bó ạ. Giờ có cách gì kìa. Cũng đã về đến rồi các bạn ạ. Rất là mệt luôn. Nóng nữa. Sáng nào cũng phải đi lấy như này hả à, Súa? Vâng. Hả? Sáng nào cũng phải đi lấy cỏ à? Vâng. Ồ. Súa nữa, súng nữa. Với lại cái gì già nữa à? Vâng. Sáng nào cũng phải đi lấy à? Ôi dồi ôi. Mệt không? Để cắt cỏ về đến là phải bế em rồi. Nào đây nè. Có ghế ngồi không? Hả? Thôi ngồi ở ngoài này cho nó mát. Toát hết mồ hôi rồi các bác ạ. Đâu? Đấy. Bác xin nhá. Ôi dồi ôi. Nóng quá. Để đây có. Ôi dồi ôi. Nóng quá, nắng nữa. Thế mà các cháu. Ờ, thế mấy con nhỉ cho lớp. Nó, thế mà lớp. Súng ơi. Súng. Đây bác bảo nào. Nó chưa cho ăn nữa mà. Súa đâu, súa đâu. Ôi dồi ôi. Ôi, không phải mang quạt nữa mà. Nóng quá. Ôi dồi ôi. Đi tìm quạt về cho. Thôi mà. Bác xin nhá. Kêu nóng hay là các cháu đi tìm quạt về cho các bác ạ. Nóng quá. Sao lại không ở nhà trên? Không biết á. Ai thế ai cho xuống đây ở? Bà.
Đâu, thím thím của các cháu ở đây nói chuyện một tí xem nào. Ôi, nóng quá. Có phải ngồi đây, dễ ngồi đây cho nó ăn. Xuống được một tuần á? Sao lại xuống đây? Trên ở không được. Trên ở không được á? À, thế xuống ở nhà em hay như nào? Làm nhà bên kia. À, làm cái nhà bên kia à? Thế cái nhà trên không ở được lại phải làm cái lều ở. Thầy cúng không cho ở à? Thầy bói không cho ở à? Thế bây giờ các cháu lại phải ở đây. Thế đi qua nhà các cháu xem một tí đi nhỉ. Nào đi. Đây là nhà các cháu ở đây à? Vâng ạ. À. Hôm qua vừa làm được. Hôm qua vừa làm á? Vâng. Ui dồi. Bây giờ tại nhà em. Thế là kê hai cái giường như này cho các cháu ở à? Vâng ạ. Ôi dồi ôi. Bạt, lập hết bạt các bác ạ. Nên là kê hai cái giường. Bà với lại các cháu ngủ đây à? Vâng. Ôi rồi. Thế sao cái nhà trên làm gì có ma đâu mà phải chạy sớm thế? Nhưng mà thầy bố bảo thế. Thầy bói bảo thế á? Bảo là nếu mà ở thì lại chết người tiếp theo, nhưng mà mình không nên ở. Ôi rồi, nếu mà ở lại tiếp tục chết người. Vâng ạ. Nên là đành phải cho các cháu ra đấy ở. Vâng. Dưới bật quạt nào, có điện rồi. Cái này mới làm xong à? Vâng ạ. Ôi, cái này sợ gió đè các cháu đấy. Nào cho bó lấy sữa ở đây nào. Nó mịn. Ôi, nóng thế nhỉ. Các cháu rất là giỏi các bác ạ. Đấy, thấy khách đến nhà đi tìm quạt ngay. Để cho. Thế là ở đây vừa hôm qua làm xong không đun bếp ở đây à? Làm hẹp này thì đun bếp kiểu gì? Đun ở đây á? Thế chả khói hết cả nhà. Nóng quá. Cái thùng sứa này là của cô Huệ ở Hà Nội gửi cho cháu Dính nhá. Cô gửi cho 200.000 thì hôm nay anh trích ra 195.000 để mua một thùng sứa này cho bé Dính. Còn gạo hôm nọ vẫn còn phải không? Gạo các cháu ấy. Vẫn còn. Gạo vẫn còn à? Vâng. Các cháu còn thức ăn không? Hả? Các cháu còn thức ăn không? Thức ăn. Thức ăn này. Thức ăn không có rồi. Không có rồi hả? À? À. Gạo thì vẫn còn. Gạo thì vẫn còn à? À. Thế là bắt đầu từ hôm qua ở các cháu ở cái nhà này à? Vâng. À. Nào, ra. Ở đây bác cho sữa. Đấy, bạn này vừa nãy cũng vừa đi đứng. Cũng vừa đi vác cỏ về phải không? Hả? Đúng à? Sao không tắm người đen thế? Phải buổi tối ở đây tắm chứ. Chị đa đây là? Đào, ít một đa mà. Ít một đa? Chị không biết đa mà. Ờ. Xin bác. Rồi, ngoan lắm. Nè, xúa uống một hộp vào cho nó khỏe nào. Đây đi bác, bó cỏ to quá nhỉ, xúa nhỉ. Bác bó cỏ to quá. Nè. Rồi. Đấy, xúa 11 tuổi là hiện tại là phải gánh ba em ở dưới xuống nữa các bác ạ, xuống với lại bà. À. Súng nữa, bốn chị em. Cũng một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt khó khăn các bác ạ. Thì trước đây có mất bố,
khi anh ông nói lại là khi mà khi mà bố của các cháu bị lâm bệnh thì mẹ các cháu bỏ đi cùng ngày, đưa bố đi viện là đi cùng ngày đấy luôn, xong là đi về tăm về tích. Lúc bố của các cháu mất thì mẹ của các cháu cũng không về xem đấy, đến bây giờ là mẹ các cháu bỏ đi không về xem các cháu. Thì đến vừa rồi lại tiếp tục mất ông nữa, cũng mất ở cái nhà của các cháu. Thì đi bói thì thầy bói nói là uống ít thôi. Thầy bói nói là cái nhà đấy có ma, nhà có ma nên là không nên ở đấy nữa. Không nên ở đấy nữa nên là các cháu hiện tại các cháu lại phải xuống đây ở các bác ạ. Đấy, thì xuống thì ở nhà chú thím thì cũng rất là khó khăn. Thì các chú thím này làm cho các cháu với lại bà cái nhà bên này. Nào, ở đây bác cho mỗi người một hộp sữa nào. Hai bạn. Ôi dồi ôi, chân bẩn thế. Nào, vào đây nào. Bé vào đây. Gái. Rồi, ok. Đây là hai đứa của con của chú thím, các cháu. Ghế nhiều thế. Cháu xin chú. Xin bác nhé. Rồi, uống ít rồi nhá. Pú, tụi mình nó mềm mẻ hả? Thầm hờ đòn đăn đau mà mốc la. Hờ. Ừ. Hôm nay mai thế. Nào, cái này không biết là cho ở đâu này nhỉ, thím của các cháu nhỉ. Chế cái từ xe xe hả, anh chị tù mê hầu đăn đau mà chị sinh hả? Một la hả? Này, em cất ở đâu đi cho các cháu đi nhé. Thế hiện tại là các cháu ở đây thì ai lại nuôi các cháu không? Bà nuôi à? Vâng. Ôi ôi. Thì hai vợ chồng em cũng phải cùng hộ nhau chứ. Vâng, em với vợ chồng em với bà cùng hộ nhau luôn. À. Ôi ôi. Thế là cái nhà này mới làm hôm qua à? Vâng ạ. Thế là chuyển từ trên kia xuống đây lâu chưa? Chuyển từ trên kia xuống đây một tuần rồi. Một tuần rồi mới làm cái nhà này? Vâng. À. Thì các bác cũng được theo dõi cái thước phim trước thì các cháu cũng do cũng chú thím mà bà nữa, các cháu không biết gì đâu thì cũng nghe thầy cúng thầy bói có nói là cái nhà ở trên là nếu mà có ở đấy thì lại tiếp tục mất người tiếp, nên là có cái câu nói đấy thì chú thím mà bà cũng không yên tâm nên là phải di dời các cháu xuống đấy ở các bác ạ. Không đi ạ. Thước phim của nông xin phép được khép lại ở đây. Nông xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các thước phim sau. Rồi.